Ê, Tân phải không? Ủa? Tân phải không? À, dạ. Vô nhà ngồi chơi, vô nhà ngồi chơi. Dạ con chào thím. Dạ thím ơi, thím. Khoan, đừng nói bậy, đi vô nhà ngồi chơi. Trời ơi, ngồi chơi. Con ở đây anh. Ngồi chơi. Dạ thím cho con hỏi nhà thắm ở đâu vậy thím? Trời ơi, tự nhiên kêu con ta thím. Trời con thất lễ quá. Dạ bác ơi, bác cho con hỏi nhà thắm ở đâu vậy bác? Nghĩ sao mà bác đẻ được con hả? Trời, làm gì bác là yêu quái vậy? Dạ cụ cho con hỏi. Thôi nha, một lần nữa là giận luôn nha. Cái gì tự nhiên kêu người ta ôm sùm ấy, bác thím mà tới cụ luôn ấy. Không phải, tại con xưng hô sao cho đúng đi. Trời ơi, mất con vậy đó, mình là bằng nhau, bằng dây phải lứa. Ủa, ai mà bằng dây phải với? Không nhận ra mình thiệt hả? Ai đây? Thánh nè. Hừng ngạc nhiên quá không? nhớ không? Nhớ ngày xưa không? Ngày xưa Tân hay gọi thắm là ô kìa ai dư cô thăm con bắt năm tiểu xa mới về. Trời đất ơi, đúng, thắm nè. Trời ơi thắm ơi, chị có thắm mới hát được cái bài đó chật nhịp như vậy thôi, không có ai hát được hết chân hết trội á. Ông nhận ra đó vô duyên, giờ cũng vô duyên y vậy. Trời ơi, thắm quá, trời ơi sao giờ này nhìn khác quá vậy? Thay đổi đúng không? Ừ đúng rồi, nhìn thắm giờ này như con mắm vậy đó. Sao kỳ vậy, sao mà thay đổi dữ vậy? Nghe bạn bè nói là từ ngày thắm có chồng là thắm xuống sắc sắm, thắm tàn tạ lắm á. Tôi nghe tôi nóng ruột, tôi qua đây tôi thăm nè. Có chồng rồi. Biết. Trời ơi. Chồng đâu? Ai chồng. Đi làm ơi. Đi làm. Đi làm hả? Ừ. Mà đi làm là nhiều khi bận quá đó nha. Trời ơi, chồng đi tiếp bạn, rồi nhiều khi bận nữa cái ở nhà bạn luôn mấy ngày mới về. À vậy hả? Trời ơi, vậy chồng vui quá ha. Nếu mà tôi là chồng thắm á, tôi thiệt tôi cũng không có về nhà làm chi. Ủa sao vậy? Thiệt. Sao ở sống vậy nha? Trời ơi, nhìn thắm hoài muốn chết luôn á. Ủa nói thiệt nha, nãy giờ là chê tôi là chê chân thành á hả? Chê chân thành luôn á. Sao mà tàn dữ vậy? Tôi chưa biết gì đâu, hiểu không? Tại tôi quan niệm vậy nè. Bây giờ mình là phụ nữ rồi, hiểu chưa? Bây giờ mình lấy chồng rồi, trời ơi, mình sửa soạn làm gì? Cái thời gian mình làm gì? Mình chăm sóc gia đình mình, lo cho con mình lo nhà cửa, vậy là tốt rồi. Rồi bây giờ á, có gia đình hạnh phúc nè. Rồi thắm không cần màng cái sắc đẹp đúng không? Đúng không rồi. Cần màng cái nhan sắc đúng không? Rồi. Rồi. Chắc là như vậy đúng không? Ờ. Xè tay ra. Nè. Bị chồng bỏ chắc. Hả? Bị chồng bỏ chắc, không sớm thì muộn. Ủa thiệt hả? Nói thiệt. Ủa mà sao bỏ vậy? Thì tại thắm, nhìn thắm không có tươi, không có xinh đẹp. Thắm biết không, ở ngoài xã hội biết bao nhiêu cô gái chân dài. Người ta chân dài người ta đẹp nữa. Còn nhìn thắm đi, thắm chân không già mà thắm cũng không có đẹp. Thì bây giờ làm sao để giữ chồng đây, đúng không? Phải giữ chồng, phải tân trang mình lên, hiểu không? Đi vô gara xe, đi đâu đó, rồi tân trang mình lên đi. Đúng không? Hôm nay giờ nhờ bạn đó, bạn đến thăm, bạn tư vấn cho mình, tự nhiên mình sáng ra những vấn đề. Tôi lo cho thắm đó. Hiểu rồi. Nói nghe nè, bạn á, ngoài được cái vô duyên á, bạn được tính chân thành á. Rồi ngồi đây chơi đi ha. Rồi nè, cầm cây chổi quét sân cho mình đi, thấy không? Rồi chút con mình thức dậy vô đút cơm cho con mình ăn đó. Trời ơi. Còn mình á, mình có công việc, mình chạy ra ngoài cái tiệm á, mình make up lên, mình làm tóc, mình nói tóc dài vậy nè, đó, thấy không? Đó, mình đi chút nha. Trời ơi, là nói vậy là đi đó hả? Ngoài đó mình xả gì? Xin lỗi mình xả, phụ hồn ở nhà nha, lo con mình nha. Rồi đi. Ê mà mình nói trước nha. Mất đồ đền á. Trời.